Anh chỉ Kiên nói á, là trước sau gì cũng cưới, cho nên anh xin phép nội cưới sớm. Vì không muốn tôi sống thui thủi một mình trong ngôi nhà này. Cũng là vì anh thương tôi đó Út Mận à. Hương Thảo tin những gì mà anh Chí Kiên nói. Người anh yêu thương chính là em. Nhưng mà mấy ngày nay em buồn dữ lắm. Buồn chịu không nổi luôn. Buồn đến phát bệnh luôn rồi nè. Chỉ mấy hôm nữa thôi, chúng ta phải đổi cách xưng hô rồi. Tôi không thể gọi tên Hương Thảo nữa. Và Hương Thảo cũng không thể gọi tôi là anh Chí Bình như trước giờ. Tôi phải gọi Hương Thảo là chị hai đó. Từ nay trở đi, em là vợ của anh mà. Lo cho anh là bổn phận của em. Đã biểu em nghỉ ngơi rồi mà.